Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 7 tại nhà hát Lam Sơn thành phố Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc triển lãm ảnh về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Triển lãm ảnh về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận trưng bày gần 300 tác phẩm tranh ảnh thể hiện công cuộc xây dựng phát triển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam của 11 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận gồm Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh. Triển lãm là hoạt động nhằm triển khai thực hiện quyết định số 930 ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 và quyết định số 211 ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam năm 2020 qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của người dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần khẩn trương tích cực, đến nay công tác chuẩn bị cho hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận năm 2020 cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho đêm khai mạc vào tối ngày hôm nay 21 tháng 7 tại nhà hát ca kịch Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tại buổi tổng duyệt chương trình, các đơn vị tổ chức cá nhân được phân công do nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, giá soát lại kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nội dung chương trình, kiểm soát tốt thời lượng các phần trong chương trình để đảm bảo chương trình trực tiếp được diễn ra an toàn, thuận lợi, đảm bảo yêu cầu. Ban tổ chức chương trình cũng đã tổng duyệt lại toàn bộ các phần nội dung của lễ giao quân hội thi. Bên cạnh việc ra soát điều chỉnh lại các tiết mục văn nghệ, ban tổ chức cũng đã cho các xe tuyên truyền diễu hành qua khu vực khán đài để bố trí sắp xếp lại vị trí, cự ly cho phù hợp, đảm bảo tính thẩm mỹ lễ khai mạc hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận năm 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ tối nay trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, trên website truyền hình vn Lễ ra quân được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa vào 7 giờ 30 phút sáng mai 22 tháng 7 tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Theo báo cáo của Tri cục Thủy lợi Thanh Hóa, mực nước trên các sông suối hồ ở Thanh Hóa đang ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Hiện 285 hồ chứa trên địa bàn tỉnh có lượng nước chứa dưới mực nước chết. Toàn tỉnh có 7.089 hecta lúa thiếu nước dưỡng, 751 hecta thiếu nước phục vụ giao cấy. Trước tình hình trên, các đơn vị địa phương trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm chống hạn cho cây trồng. Hiện tại các nhà máy thủy điện trên sông Mã xả nước về hạ du, hồ Hủa Na xả nước theo lưu lượng ổn định, đảm bảo dung tích chứa nước trong hồ cửa đạt cao hơn mực nước chết từ 1,3 đến 1,5 mét nhằm tạo nguồn nước cho hệ thống tưới Bắc sông Chu Nam sông Mã. Nhiều địa phương nạo vét hệ thống kênh dẫn nước, ao hồ, đào giếng, lắp đặt các trạm bơm giã chiến, bơm nước tưới cho các khu vực đang bị hạn, thiếu nước, chăm sóc cây trồng. Lực lượng chống hạn lắp đặt 239 máy bơm dầu để bơm vét, bơm truyền nước, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiếp tục đắp đập, tạm ngăn sông Mã ở Yên Phong, huyện Yên Định, tạo mực nước dâng, vận hành trạm bơm nam sông Mã, hỗ trợ cho vùng cuối canh tưới. Hiện các doanh nghiệp thủy lợi, các địa phương cũng cử cán bộ thường trực 24 giờ trong ngày, đón nước ngọt, đo, kiểm tra. Nếu nước sông ven biển có độ mặn dưới 1 phần nghìn, thì vận hành các trạm bơm nước tưới cho cây trồng ở các địa phương cung ứng nguồn nước tưới cho các vùng trong tỉnh. Hiện nay Thanh Hóa có 520.000 hộ và 47 doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi gia cầm với tổng đàn gần 23 triệu con. Do nắng nóng kéo dài, đàn gia cầm ở các trang trại, hộ chăn nuôi đã xuất hiện các bệnh về đường hô hấp, một số trang trại gia trại nuôi gà sinh sản tỷ lệ đẻ trứng thấp. Để hạn chế tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe đàn gia cầm, theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi các hộ cần quan tâm theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp chăm sóc và phòng chống dịch bệnh đặc biệt khi nuôi cần giảm mật độ giãn thời gian các lứa nuôi và chú trọng việc che chắn nắng đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho đàn gia cầm theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp nếu nắng nóng nhiệt độ cao kéo dài có thể gây ra stress nhiệt khiến đàn gia cầm giảm ăn sức đề kháng yếu dễ phát sinh dịch bệnh có thể gây chết đàn vật nuôi do vậy ngoài việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học Việc chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ đàn gia cầm trước những ảnh hưởng của nắng nóng là điều kiện quan trọng mà người chăn nuôi cần phải thực hiện để giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình nuôi. Sáng nay, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ra ban về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 8 năm 2020 tại tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của các thành viên ban tổ chức Đến nay công tác chuẩn bị chương trình hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 8 năm 2020 tại tỉnh Thanh Hóa đang được thực hiện đúng tiến độ. Các cơ quan đơn vị theo phân công nhiệm vụ đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để tổ chức chương trình hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2020. Tại hội nghị, các thành viên ban tổ chức đã thảo luận và thống nhất lại các phương án tổ chức, phương án đảm bảo an ninh trật tự để chương trình được tổ chức thành công. Chương trình Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 8 năm 2020 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7 tại thành Phố Thanh Hóa với nhiều hoạt động như diễu hành tuyên truyền hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh, viếng nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức lễ phát động chương trình Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, tiếp nhận máu từ người tình nguyện. Sau một thời gian tích cực điều tra xác minh, mới đây Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt tạm giam 8 đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, cậy đuổi đánh nhau tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân vào tối ngày 9 tháng 7. Theo tài liệu điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên tối ngày 9 tháng 7 năm 2020, các đối tượng đã chuẩn bị hung khí hẹn nhau đến quốc lộ 47B đoàn qua xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân để đánh nhau. Tại đây, các đối tượng đã đuổi đánh chém nhau gây thương tích nặng cho anh Đỗ Văn Trường, sinh năm 1998, ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân. Trước sự việc trên, quan huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tích cực điều tra làm rõ và tiến hành bắt tạm giam 8 đối tượng có liên quan. Bản tin 18h30 xin để tiếp tục với những thông tin trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng sớm nay trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tâm, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 86B 01087 đi hướng Phan Thiết Đồng Nai đã va chạm trực diện với ô tô tải biển kiểm soát 79N 0315 đi hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm 8 người chết và 7 người bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cùng với người dân đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông. Công an tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc, kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể hai lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy ra nước ngoài tiêu thụ. Theo đó, đêm ngày 19 tháng 7, tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, ban chuyên án đã tiến hành khám xét khẩn cấp container 20 feet có trọng lượng gần 30 tấn, khai báo hàng hóa là đá granite chuẩn bị được đưa xuống tàu biển để đi tới cảng Incheon của Hàn Quốc. Ban chuyên án đã phát hiện một lượng lớn ma túy dạng đá được cất giấu trong những khối đá. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 40 kg tinh thể dạng đá. Kết quả test nhanh cho thấy số tinh thể này là ma túy tổng hợp dạng đá. Kết quả đấu tranh ban đầu xác định nghi phạm cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy này là người Hàn Quốc và đã từng công tác trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc 20 năm công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ba nghi phạm gồm trần khánh trình quê tỉnh đồng nai tạ tiến anh quê tỉnh ninh bình đỗ hồng lĩnh quê tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi sản xuất mua bán bằng cấp giấy tờ giả qua khám xét nhà trần khánh trình và đồng bọn cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hai bộ máy tính để bàn chứa dữ liệu sản xuất hàng ngàn giấy tờ tài liệu giả một máy tính sách tay dùng để tạo phôi tạo mẫu làm giả giấy tờ hai máy in màu một máy ép nhựa Ngoài ra, công an còn thu giữ 6 phôi bằng cấp các loại, 113 mẫu dấu các loại của các cơ sở giáo dục dạy nghề trên cả nước, 300 tem dán trên phôi bằng cùng hàng trăm giấy tờ có liên quan khác đến hoạt động sản xuất bằng cấp giấy tờ giả. Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt khám xét 4 điểm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố Đồng Hới, xác định có 12 đối tượng liên quan, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng là Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Chiến ở phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới. Tại các nơi khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, điện thoại di động có chứa thông tin, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi, đồng thời phát hiện các đối tượng trên có hành vi tăng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tối qua, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đại học Y Dược Sinh Mắc Đồng Nai đã tiếp nhận cấp cứu hơn 100 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Great Kingdom Giang Điền nghi ngộ độc thực phẩm. Theo đó, sau bữa cơm tối, nhiều công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Great Kingdom Giang Điền có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, chóng mặt. Các công nhân này đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện đa khoa Đồng Nai và bệnh viện Đại học Y Dược Sinh Mắc Đồng Nai cấp cứu. Bệnh viện đã huy động hàng chục y bác sĩ tích cực điều trị. Hiện tại tất cả các trường hợp đều đã ổn định. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 đề chỉ website Truyền Hình Thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email: bản tin 18h30 ttva gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng: 0888253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.